Xin chào các bạn. Điệu không? Xin chào các bạn. Hôm nay hai vợ chồng ra tiếp tục làm vườn nữa cả nhà. Bây giờ dọn dẹp tới cái khung này ha. Cái khung này thì mấy hôm trước là mình trồng mấy cái bông cải đó cả nhà. Xong rồi giờ thu hoạch xong hết thì giờ nó trống rồi. Mấy hôm trước thì mình lại ở nhà chị Thuất Lê Bon đó cả nhà, thì có xin chỉ được một dĩ cải này, là cái này là cải hoa hồng ha cả nhà. Cái này một dĩ này chắc nhiều lắm anh à. Cả nhà biết sao cái cải hoa hồng này khi mà nó mọc lên á, cái tán lá của nó rất là to. Bởi vậy chắc ngay khúng này em nghĩ chắc trồng một cái hai cái nữa hả? Ừ, em trồng xuống hết nè, cái mốt em tỉa ra cũng được. Em lựa cây nào nó mạnh á, em để lại, còn cái cây nào nó yếu thì em cắt ngang cho nó đi. Này mấy cây đây? Này 3, 6, 9, 11. Em nghĩ hai hàng thôi được rồi. Thì em nghĩ làm hai hàng thôi. Mà cái này tại vô nhiều lắm, ý là em muốn làm để mình có cái khoảng trống á. Hai hàng rồi, vậy này em nghĩ chắc trồng được 5 hàng. Dạ, 5 hàng có không? 5 hàng dài, 2 hàng ngang. Tất cả ra 10 cây ha. 10 cây. Chị rải cái này là quá trời luôn anh ha. Ừ. Cái này ngày mai nó nóng dữ lắm cho nên em phải cẩn thận á. Dạ, chắc em tưới nước nhiều á. Phải ra ngoài phải coi chừng nó. Chết rồi. Nó bị héo á. Dạ, em nghĩ ok không ta? Coi chừng rễ bị ấy. Dạ. Bởi vì ngày mai nóng dữ lắm á. Này chắc em cho hai hàng đi ha. Nhìn nè. Cái hai hàng là vừa rồi. Hai hàng chắc vừa. Cái này gọi là cội cải hoa hồng hả? Ừ. Cái giống cải này là một cái giống cải bok choy á, cũng giống như cải trắng cái này nọ đó em. Không mà thấy trồng lên nhìn cái bông đẹp quá trời đẹp. Mà nghe chỉ nó ngon lắm. Vậy giờ coi trồng. Năm trước mình có trồng thì mình thu hoạch vô thì có thu hoạch vô cũng ăn cũng ngon. Dạ, này cũng có như thu hoạch cả nhà nhưng mà nó hơi nhỏ. Đây được anh hả? Những giờ mình trồng ra cũng ok anh ha. Tại giờ trời nó mát hết cả nhà. Ngày mai nóng á. Nhưng mà không biết ngày mai làm sao ha. Phải cẩn thận. Dạ, bởi vậy thì cũng phải cẩn thận. Cái này thì để ngày mai em canh, em tưới nước sớm. Nước sớm mà anh nghĩ chắc một ngày em phải ra 4-5 lần. Em cũng như là em xịt lên để cho nó không có bị héo á. Bây giờ mời cả nhà đi thu hoạch một ít rau với vợ đậu ha. Trời, mấy hôm nay cây hành kìa. Cái này nó bông ra. Cái này mốt lấy hộp hết nữa. Cái này hành tỏi các bạn. Leek. Dạ, leek. Tỏi tây. Dạ. Đẹp, bông này đẹp ha. Mốt lấy hộp không? Chắc lấy hộp đi. Như mấy cái tỏi này là cái nhà. Khi mà mình thu hoạch mình cắt như vậy, cái là bắt đầu sang năm nó lên tiếp nữa. Nó lý là hổm hai vợ chồng phải thu hoạch cái này ăn á, nhưng mà mình không có. Không có thời gian, không có cơ hội. Không có thời gian rồi làm qua làm lại rồi mấy cái này nó già. Thì hôm nay cái khúm rau ở trong á anh, em thấy hôm nay nó quá trời luôn. Nào thì bây giờ phải thu hoạch không thôi là nó nó nhảy hết các bạn, nó ra bông hết. Dạ. Như mấy cái xà lách này cả nhà, mấy hôm nay thì nóng quá bởi vậy thì cái đọt ở trên nó bị cháy, nó hơi bị cháy lá nè cả nhà. Nhưng mà còn ăn được ha. Mấy cái xà lách thì các bạn để nó già ăn không sao ha, tại vì cái chỉ có cái là nó hơi đắng hơn chút xíu thôi. Dạ. Nhưng mà nếu mà nó đắng hơn chút xíu thì nó tốt cho sức khỏe hơn. Dạ. Mấy cái xà lách mà xà lách dại đó em, nó ăn nó rất là đắng. Mấy cái dandelion đồ á. Ăn cái đó gọi là cái xà lách đó các bạn. Ăn đắng nhưng mà nó tốt hơn. Nhưng mà nó tốt. Tốt cho mình hơn. Dạ. Nhiều vị thuốc hơn. Em biết sao em muốn thu hoạch bớt để ở trong đây nó có nhiều cái ánh nắng cả nhà rồi. Như để cho keo nó phát tốt lên nữa cả nhà,
Tại vì mấy hôm nay mình trồng á, mình thấy mình trồng nó còn nhiều khoảng trống á, mình mới cho xà lách vô. Này vô nay ăn gỏi cuốn đã luôn ha. Mấy hôm nay ăn phải nói là ăn rau say mê. Mấy hôm nay khỏi cần nấu ăn, chỉ vô rửa rau là ngồi đó. Luộc chút xíu thịt rồi các bạn. Yeah. Hay là mình cái gì đó mình cuốn ăn thôi. Chút xíu rau thơm đồ. Nhiều quá. Nhưng mà đơn giản nhưng mà rất là ngon. Mỗi lần mình ăn rồi gỏi cuốn là ăn cái bụng cứng ngắc luôn à. Mà đi chặt mấy cái xà lách mà cũng như chặt mía này. Cao quá à. À, giờ chỗ này nó giờ nó trống bớt các bạn ha. Ừ. Như mấy cái chỗ này cái nhà tại do lần trước á là mình trồng á, mình không có muốn là phí chỗ á, bởi vì thì có nhiều xà lách nên mình nhét mấy cái xà lách vô luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình muốn thu hoạch hết để cho nó có nhiều nắng rồi cho keo nó phát triển lên tốt nữa cả nhà. Nhằm thu hoạch cái nhà nó trống chỗ cho mấy cái keo rồi ha, coi kìa. Ừ, nó anh thấy không, thu hoạch xong cái keo kìa. Nhìn keo lại đẹp lại rồi. Nhìn nó đẹp không? Hôm nay keo phát lên rất là tốt luôn á. Nên hôm nay giờ đậu diệt mấy cái cây xà lách ra hết. Dạ. Này, mình diệt này ra luôn. Đẹp. Rồi, coi kìa. Nhìn dữ toàn luôn. Chưa dẫn rổ rồi kìa. Wow, đẹp thiệt á em. Vậy cũng ngon á chứ. Hả? Thằng Hà. Ờ. Cái này giờ có nước đem cho bớt luôn. Ừ. Cái này nhỏ ăn đâu hết đâu. Sao? Đó. Rồi cái vườn salad này, vườn keo nè các bạn. Ừ. Anh với lại sẵn em có hai cái bông tải nè. Em thấy hôm nay nó phát lên rất là tốt luôn. Cái này giờ mình coi mình thu hoạch luôn cả nhà. Wow. Rất là to ha. To dễ sợ luôn cả nhà coi nè. Cái nhà thấy không? Cái bông cải nè. Nhìn nè. Ừ. Ủa cái này như nó lai hay sao ta? Coi kìa. Các bạn thấy không? Cái màu nó bắt đầu có màu tím tím nó ra. Em nghĩ sợ khi mình không thu hoạch cái bắt đầu nó nở. Có thể bị lai giống em. Dễ hả? Như cái loại cải này em hỏi em thấy nó trắng nõn à. Mà nhưng mà bự vậy sao ha? Dạ. Coi kìa. Cái này ngay chỗ này nắng nhiều cả nha. Chuyển tay nha. Wow. Cây này trồng chặt như vậy mới được. Quá à. Cầm dên coi cái. Wow, cái lá bự dễ sợ ha. Cái lá rất là to. Wow. Đây kìa cả nhà, xem nè. Đẹp thiệt á, này dừa luôn rồi. Hả? Này dừa ngon à. Dạ. Như cái bông cải này nhìn rất là ngon luôn cả nhà, coi cả nhà xem cái lá nè. Nè ha. Này nè, cái đã bằng cái đầu em á. Dạ. Trời ơi, để nó bự hơn á, chứ bự hơn á. Dạ. Món thu hoạch nghe rớp rớp đã. Dạ. Cải nhà thì cả nhà thấy không, vừa mới thu hoạch mà biết rất là tươi ha. Mẻ cái nó ra rớp rớp à. Ui dạ. Rồi. Lạng rồi hả? Ừ. Ủa gì? Coi vợ đậu cái tướng này cũng mạnh lắm các bạn. Cái tay mà bẻ cái nhánh một cái. Wow. Bự vậy. Ừ. Thấy cái màu hồng hồng, cái da hồng hồng đẹp đó ha. Ôi cả nhà biết không, cái bắp này nó bự hơn ngoài bán luôn á, ngoài chợ à. Ừ. Ngoài chợ vậy chứ nó nhỏ hơn. Ngon. Dạ ngon ha. Còn bắp nữa kìa, em cắt luôn cho rồi. Để đi đi. Cái gì? Này đỏ hơn cái kia đó. Đỏ hơn nữa hả? Ừ. Tím hơn. Nó có đốm đốm. Đốm đốm hồng hồng đẹp lắm. Đây là cả nhà, coi đẹp không? Ồ, wow. Đẹp chứ. Mấy hôm trước nó trắng bóc luôn á. Cái này chắc em tước lát từ từ đi anh hả? Chặt đi. Hả? Chặt đại nó nghĩ dễ hơn á. Dễ hả? Là thu hoạch vậy nó sạch hơn. Chứ em tước lá xong chút em chặt nó dính bụi đó em. Cái này chắc em phải xây vòng. Em nhổ. Hả? Nhổ được cũng vậy. Này chứ, anh mốt anh lấy cái cưa ra cho em. Cái cưa điện, cái cưa đây, cưa cây á. Có nước mốt lấy cái cây á. Cái cưa cây á. Ngồi mở lên.
Cưa mà loại mấy cưa xăng đó các bạn. Nó là quá đáng. Cầm lên một cái nó rớt xuống liền. Đừng lấy kéo cắt cây thôi. Giờ lên cái chừng dính bữa dính đất á. To thiệt á. Còn dễ sợ luôn cả nhà. Wow, này bự cái kia hay sao? Hả? Con cầm hai cái lên coi, so sánh coi. Dưa hai ra. Thẳng ra, thẳng qua đây nè, kê hai cái kế bên. Ồ cũng cỡ rồi em. Đó. Hai cái đều á. Đẹp dễ sợ luôn. Đẹp ha. Đẹp thiệt á. Wow. Nhìn ngon dễ sợ luôn cả nhà. Cái màu anh thích cái màu này á. Hả? Nó không có trắng dữ nhưng mà nó không có trắng hết, nó cũng hồng hồng, nó nhìn nó đẹp lắm. Wow, bây giờ vô làm sợ ăn liền ha nha. Ngồi ăn sống đi, mà qua ăn mấy cái bông bông kia ăn sống ngon, nay ăn sống nữa đi. Ăn sống nữa hả? Qua vô ba cái bông hàm, hai vợ chồng mấy đứa con ăn hết ráo các bạn, ăn sống á. Ai, wow, cũng đẹp đã ra. Giống cái con gì vậy? Giống con gì có hai mắt. Mỗi lần thu hoạch rau mà toàn là rổ rổ trong cái nhà mình nghe. Wow, mà nhổ xong rồi các tự nhiên thấy cái vườn thấy trống hẳn rồi kìa. Thôi bây giờ vợ chồng mình cũng vô chuẩn bị đồ ăn luôn cả nhà. Tôi cũng cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi kênh của vợ chồng mình nha. Nếu cả nhà thích thì hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ cho vợ chồng Đậu nữa. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn. Bye bye.